Thưa cha, trong câu cũng số không 8, có sợ sai nữa. Rồi nói trong cái câu số 8, ý nói là thì trước giờ là Thánh Phêrô là cái người thông minh dẫn đầu trong cái đám câu cá thì câu cá người thông minh trên hết tất cả những người câu cá. Thì con nghĩ là Thánh Phêrô mang cái tội là kiêu ngạo. Kiêu ngạo à? Dạ. Ông kiêu ngạo à? Tức là ông là người tài giỏi, ông đã thử qua đêm rồi nhưng mà không được cái gì hết. Chúa thì ông tin là Chúa, nhưng mà ông tin vào Chúa, nhưng mà cái ông đi theo Chúa là vì làm theo lời Chúa, là vì ông thương Chúa. Thương Chúa, ông nghe lời Chúa. Nhưng mà ông khi thương mà Chúa. Dạ, ông kiêu ngạo mà ông thương Chúa, vừa kiêu ngạo mà vừa thương Chúa ông được. Ông kiêu ngạo là vì ông tội, ông tài giỏi. Ông biết. Ông nói tài giỏi nào đâu, nói tôi tài đâu nào đâu. Chúa không thưa phải thầy, là không, dạ. Ông không nói là tôi kiêu ngạo, không nói. Ông nói thưa thầy, thưa chị, kinh nghiệm của tôi nó như vậy đó. Mình trình bày ra. Mà đâu phải là mình để chị thấy ông cái mạch văn nói rồi, thưa thầy, suốt cả đêm chúng tôi vất vả. Chứ không phải là nó thầy nói bậy rồi. Giống như là cái lúc mà ông kiêu ngạo là khi mà Chúa nói ta sẽ lên Jerusalem, ta sẽ bị các tư tế giết hại, kết án gì đó, chết rồi ba ngày sống lại, thì Phêrô kéo Chúa ra tất cả mọi người đó, không được, Thiên Chúa cấm không được, kiêu ngạo đó. Dạy cho Chúa ông nói thưa thầy, trình bày cái nỗi khổ của con, đâu có phải là kiêu ngạo đâu. Tự mình đọc vào ông đó là kiêu ngạo. Tự nhiên mình suy bụng bà ra bụng thánh cả. Ông thấy yếu hèn quá. Ông thấy yếu hèn quá. Ông thấy ông yếu hèn quá. Mấy bà toàn là đọc ra, đi guốc trong bụng Thánh Phêrô, rụng Thánh Phêrô ra. Mấy bà chưa chịu thua rồi. Con thử thưa cha. Thử đi. Dạ con thì con nghĩ là câu số 8, Thánh Phêrô nghĩ vì tôi là kẻ có tội, tại vì khi Thánh Phêrô nhận biết Chúa là Đấng Thánh thì ông thấy được con người thật của ông. Chỗ nào là thấy thấy Chúa là Đấng Thánh, ông thấy là con người của ông. Thì khi mà bây giờ như thế này đi nha, trở lại nha, không có nhiều giờ. Chưa chịu thua, họ chưa chịu thua. Các bà không bao giờ chịu thua đó. Các bà là không chịu thua. Phụ nữ Việt Nam là như vậy đó. Cho đến khi nào mà được thôi, đạt được, tốt, thấy tốt đó. Đặt câu hỏi như vậy. Nhớ, đọc Thánh Kinh. Người Công giáo không phải là người cuồng tín hay là kiểu tin lành. Chúng ta cũng thấy ở những người tin lành cuồng tín, fundamentalist đó, chúng ta đọc Thánh Kinh thì chúng ta có tiền cảnh, bối cảnh, hậu cảnh, khung cảnh và hoàn cảnh. Phải không? Thì muốn được hiểu được cái ý nghĩa đó thì mình coi cái tiền cảnh là gì. Tiền cảnh của cái đoạn này á là gì? Trước khi mà đi ra khơi thả lưới đó, tiền cảnh đó là gì? Câu 1. Còn tiền cảnh là gì? Đây nè, nghe câu này quan trọng nha. Dân chúng xô xát, cố xô xát nhau. Khoan, hiểu. Nhanh quá. Xô cố chiên xác vào ngài để nghe lời Chúa. Đó, ai nói? Không nên cái gì chưa? Lại là kết luận đó mấy người này, mấy bà này. Xô xát nha. Nghe lời Chúa không có, cho nên nó xô xát nghe Chúa nói, nhưng mà Chúa đâu có nói được bởi vì đông quá. Thì cái bối cảnh, chúng ta thấy cái tiền cảnh như vậy thì bắt đầu Chúa mới dựng lên, Chúa dàn dựng lên cái bối cảnh, cái khung cảnh để Chúa giảng. Phải không? Chúa đến cái khu vực đó là cái người mà chuyên môn mà biết là biết bây giờ mình phải tạo nên một cái, bây giờ chỗ đó nó đang hỗn loạn, ai cũng xô xát nhau hết á. Thì Chúa nhìn Chúa thấy, có mấy chiếc thuyền, chiếc ghe đó. Và Chúa lập nên. Không có ai thường thường, không có ai mà có cái tư tưởng như thế này. Làm sao để có cái chỗ để thoải mái, chỗ thoải mái để mình giảng lời cho dân chúng. Thì Ngài thấy hai chiếc thuyền. Và Ngài chọn một. Hai chiếc thuyền đó, bây giờ cho tôi biết cái thuyền đó là của ai? Hai chiếc đó, một chiếc của ai? Còn chiếc kia của ai?
Có nghĩa là một cái là cái thuyền á là của Phêrô và Andre hai anh em, và cái thuyền kia là của Gioan và Giacôbê, phải không? Thì chúng ta thấy cái bối cảnh nó như vậy. Chọn Simon. Lấy cái thuyền Simon đưa ra ngoài. Thấy bối cảnh phải không? Rồi bắt đầu ngày giảng. Trong đoạn thánh kinh này thánh Luca không nói nội dung ngày giảng cái gì. Không nói, không hề nói nội dung ngày giảng cái gì. Phải không? Có nói không? Không có nói. Cái chuyện ngày giảng á thì để đó. Nhưng mà biết á là ngày giảng lời Thiên Chúa. Và khi mà nghe lời Thiên Chúa xong á thì ông thánh Phêrô ở trên thuyền đó chứ, ông không phải ông đi chạy chơi đâu. Thuyền của ông mà. Cái thuyền đó là cái nhà của ông ở mà. Bây giờ hỏi Chúa Giêsu nói là Simon nè, cho thầy mượn, cho tôi mượn cái thuyền, thì chắc chắn là ông phải có đó, mặc ở đó chứ. Đâu mà Chúa Giêsu nói thì con đưa ra khơi đi, ra khơi đi. Ok. Ra khơi như thế này. Có những người điên và điên không thể tưởng tượng được. Ta không tin. Để chứ. Coi bối cảnh nha, bối cảnh. Bây giờ đó, một cái người cứ như là tổng thống ở trên biển khơi. Người đó là đứng đầu trong cái làng đó đi đánh cá. Một người khác, người này á, là thợ mộc, đến nói với người đánh cá, dạy cho người đánh cá phải đánh cá như thế này, thế kia, thế nọ. Cái điên trước tiên á, giống như tôi mà tôi là linh mục, mà tôi ra tôi bảo tôi chỉ cho các anh chị đi làm business, làm ăn, anh chị chỉ cho chị Hoa đi in sách này nọ đó. Cái nghề không phải nghề của mình. Hay là bây giờ nói ví dụ đi, mà ông kỹ sư như ông Thành Lương nè, ông là kiến trúc sư, ông vào ông gặp bác sĩ Tân, ông chỉ cho ông bác sĩ Tân chữa bệnh như thế này thế kia nọ, nghĩ sao? Chịu không, chấp nhận không? Nó điên đó chứ. Cái chuyện đó chuyện điên đó. Cái điên thứ nhất á là mọi người không phải nghề của mình, chỉ cho người ở trong nghề đó làm cái việc đó. Mà cái điên thứ hai á là cái người đó lại làm theo cái ý người kia nữa. Hai cái điên. Nó vô lý, cái đoạn thánh kinh này nó vô lý. Luôn luôn lời Chúa làm cho mình có những cái chuyện mà nó phi lý vô cùng mà vẫn xảy ra. Bây giờ hỏi rằng cái gì khiến cho ông thánh Phêrô, một chuyên viên đánh cá và có sự kiện, có nghề nghiệp chứng minh cho Chúa và thân thương thầy, tại sao mà ông vâng lời? Vâng lời thầy con thả lưới, tại sao vậy? Để không biết, ông bất lực rồi. Không, coi bối cảnh, đọc cái bối cảnh. Trước đó Chúa làm gì? Người ta xô xát nhau, người ta cố chen lấn nhau để làm gì? Để nghe lời Chúa. Ông có ngồi đó nghe lời Chúa không? Có chứ. Ông nghe lời Chúa mà, ông đang nghe lời Chúa thì bây giờ Chúa nói với cá nhân ông nghe lời Chúa. Thầy bảo con nghe. Không biết có nể không nể, nhưng mà thầy bảo con nghe. Bởi vì ai cũng nghe hết á. Ông làm chứ coi thường đâu, ai nói coi thường, ông nói coi thường. Đừng có nói coi thường, bởi vì Chúa nói nè, cho ta mượn chiếc xuồng. Ông cho mượn, ông không coi thường đâu. Đẩy ra xa xa để ta giảng. Ông nghe lời, ông đẩy xa xa cho Chúa giảng. Xong Chúa nói đi ra khơi, ổng nghe lời ổng đi ra khơi. Chúa bảo thả lưới, ổng vâng lời ổng thả lưới. Đâu có coi thường, đừng có nói ông thánh Phêrô coi thường Chúa. Phục hay không phục thì không biết, thấy không? Nhưng mà chỉ đó, các anh chị thấy nó có hai ba cái tầng lớp để lắng nghe lời Chúa.